Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. VTC News đưa tin, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến khu vực này chuyển rét kèm mưa. Dự báo trong ngày 4 tháng 1, thời tiết ở các khu vực này tiếp tục rét, đặc biệt là về đêm và sáng sớm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Trong khi đó, thời tiết khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa cũng có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, tối và đêm trời dịu mát. Về thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển phía tây của Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây Trường Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông bắc mạnh cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi 25 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, phía Nam 23 đến 25 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, ít mưa, trời nắng nhiều, có nơi nắng nóng, chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!